về. Thế cho nên là tất cả các bạn nào mà đang có ý định đến đây thì mọi người phải xem thời tiết trước khi đi nhá. Thế thì bây giờ là một xe là bao tiền? 50k. 60k. Ai bảo 50, ai bảo 60? 50k. 50. Trên này không khí hơi loãng hay sao, mình thấy khó thở hoặc là do mình leo nên là mình thấy mệt. Chào bạn. Em chào anh ạ. Không biết là nhà mình đã đặt trước phòng ở bên Mando Homestay của mình chưa ạ? Em đã đặt phòng qua app rồi ạ. Đặt qua app à? Em đặt hai phòng, một phòng là cho em và một phòng cho ekip của em. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Ngọc Anh ạ. Ok. Bạn dạ vâng. Chờ mình tí em vào check nhé. Dạ vâng ạ. Các bạn kiểu đang có phim gì? Anh Nguyễn Khỉ đúng không? Anh Nguyễn Khỉ đúng không ạ? Mình đây. Mình ơi. Các bạn đang là kiểu chương trình thực tế hay là gì ạ? Đúng rồi, bọn em là chương trình thực tế của Trải nghiệm cuộc sống Việt Nam, nói về cuộc sống của Việt Nam để quảng bá văn hóa Việt Nam cho mọi người ạ. À vậy ạ. À? Ôi dạ tuyệt vâng vời. Ạ. Ôi, chào mọi người nhá. Mình được lên TV rồi. Nói chung là các bạn đã tìm đến cái Mando Homestay của bọn mình là các bạn lựa chọn đúng đấy. Đấy, thôi, bây giờ mình dẫn bạn ra phòng của mọi người nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, mọi người ơi. Lựa chọn thế nào, trùng hợp quá mọi người ạ. Lại còn biết cả mình nữa. Bây giờ mình đang đi chọn phòng. Đây là một phòng to dành cho 4 người ở nhá. Bạn đặt một phòng to dành cho 4 người ở là dạ. Sẽ là ở phòng này. Rồi, còn... một phòng riêng là ai ở nhỉ? Một phòng riêng là em ở. À, là mình em ở thôi ạ. Dạ vâng. Ok. Em bây giờ đang buổi sáng nó nắng nắng một tí nhưng mà cái tầm chiều á là mây mủng các thứ. Rồi buổi tối bọn anh sẽ đốt bếp lửa ở đây nữa. Mọi người ngồi vào quây quần rất là ấm cúng. Mọi người ca hát ở đây nữa đúng không? Anh Bách ơi, bây giờ anh có rảnh không ạ? Thật ra là anh bây giờ còn phải ở đây quản lý homestay nữa thì dạ vâng. Em ơi, có gì em trông hộ anh nhá. Trông anh để anh rảnh, nhưng mà rảnh để làm gì? Bây giờ anh có thể dẫn em đi vòng quanh đây với cả ăn sáng được không ạ? Trải nghiệm cuộc sống ở đây. Coi như là làm cho chương trình này luôn ấy hả? Dạ đúng rồi ạ. Ok, thế thì các bạn đã có lời mình cũng xin không được từ chối. Bởi vì nói chung là cái dịch vụ homestay của mình là bao quanh cả hướng dẫn viên du lịch luôn. Thì bây giờ cũng khá là sớm, anh sẽ dẫn em lên ở đi ăn. Chắc là bây giờ đi ăn là đi sẽ ăn hợp sáng. Lý nhất. Đi ăn sáng rồi anh sẽ chỉ em từng tất cả mọi cái khung cảnh, mọi cái gọi địa điểm du lịch ở đây. Ăn sáng triệu view, ăn sáng triệu view đúng không ạ? Ok nhá, các bạn trong đoàn cũng ok nhá. Rồi bây giờ thì mọi người cứ tin tưởng mình dẫn đi đâu là uy tín chỗ đấy. Là ở trên này có đẹp không hả mọi người? Trên này có đẹp không? Đẹp ạ. Trên này có lạnh không? Lúc này nó không ạ. Lúc này nó không, nhưng bây giờ có lạnh không? Thế em thấy cũng bình thường. Đúng rồi đấy, thì mình cũng thấy bạn thấy bình thường. Rồi. Khi mà đã lên đây ấy, thì cảm giác cái không khí ở trên này nó rất là tình. Và ở dưới Hà Nội không bao giờ có cái cảm giác lạnh như thế này. Lại còn đẹp nữa. Thế nên là tội gì mình không lên đây dành nguyên một ngày chỉ là để đi quanh quanh cái homestay của mình và đi ngắm cảnh, để chill, gọi là để thư giãn, xả stress sau những cái ngày tháng căng thẳng mệt mỏi đúng không ạ? Hôm nay sẽ dẫn em đến một cái địa điểm ăn uống ở Tà Xùa mà bắt buộc tất cả mọi người đi du lịch lên đây là phải đến nhá. Mà em đã bao giờ em nhìn thấy cái clip mà triệu view trên TikTok là ăn mì ở một cái view đầy mây chưa? Em thấy rồi. Thế ở đây là nó bán chỗ này nhá. Đây bán chỗ đấy ở đây bán chỗ đấy. Bạn ơi, cho mình 2 mì tôm thập cẩm. Mình lên đây là mình dưới cái dạng đi phượt là mình phải tiết kiệm chi phí. Anh đi 3 lần rồi, lần nào thì anh cũng dùng nước mì anh đóng gói vào chai rồi anh uống qua mấy lần. Ôi trời, quá đẹp mọi người ơi. Mình đã đi 3 lần rồi, đây là lần đầu tiên nhân phẩm mình tốt. Nắng xong rồi mây đầy thế này. Mấy lần trước sương mù chả nhìn gì đâu. Thế cho nên là tất cả các bạn nào mà đang có ý định đến đây thì mọi người phải xem thời tiết trước khi đi nhá. Với cả mọi người phải ở trong cái giai đoạn nào mà mọi người đang số đỏ nhất có thể thì mọi người mới đi. Chứ số đen thì chịu, ở nhà thì tốt hơn.
vì thế rồi, xin mời các bạn nào. Ngon. Em xin anh nhá. Cảm ơn chú ạ. Sao nhiều, nhiều mì vậy, gọi có mỗi 2 bát thôi mà. Wow. Rồi. Ê, hai anh trai ơi. Hai anh trai ăn thử mì đây thế nào. Em nó khó tả lắm. Tại vì lần đầu tiên sẵn đây là sùa. Lần đầu tiên ăn được mê là sẵn được mê là sùa. Mọi người đến đây bao nhiêu lần rồi? Em tới đây lần này là thứ 2. Thứ 2 rồi, trước là đen rồi. Trước đi toàn là sương mù. Nhưng mà không được tốt đi. Anh khá là thích đi phượt vì nó sẽ không bị ảnh hưởng với ai ấy. Không phải lo cho ai cả. Mình đi là mình đi thôi. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên đi xong rồi có những anh và em là người lạ đi là bây giờ thành quen xong rồi được tham gia một cái chương trình như thế này thì nó là một cái trải nghiệm rất là khá là thú vị chứ. No cái bụng rồi thì anh Bách có nói mình rằng hôm nay anh Bách sẽ dẫn mình đến một nơi bí mật mà chắc chắn là ai đến Tà Xùa cũng phải đặt chân đến đây ít nhất một lần trong đời. Nghe xong thì mình háo hức lắm luôn và không biết là hôm nay anh Bách sẽ dẫn mình đi đâu đây. Các bạn cùng theo chân chúng mình nhé. Rồi mọi người ơi, bây giờ tình hình là nếu mà xuống kia là mình phải đi xe máy đúng không? Bây giờ xe máy thì mình tính theo đầu người hay là tính theo xe nhỉ? Thế một xe mình đi được mấy người nhỉ? Rồi đi có bảo hiểm cam kết gì không? Bảo hiểm an toàn. Rồi thế thì bây giờ là một xe là bao tiền? 50k. Ai bảo 50, ai bảo 60? 50. Thế là đồng giá 50 nhá. Rồi bây giờ đồng giá 50 thì bây giờ đoàn của mình là có bao nhiêu nhỉ? 4. Thế thì thôi lấy 4 xe thôi. 4 người thế này 4 xe. Đi luôn. Cho em nhá. Okay, ở đây chuyển khoản các thứ đều được mọi người ạ. Sợ giống bọn mình không, bởi vì cái đường nó rất là bé xong rồi không chả có gì chắn nào mà xuống dốc, cảm giác mình bị ấn hẳn về phía trước ấy. May mà ở đây toàn là những cái người có kinh nghiệm, người ta chở mình đi rồi. Khuyến cáo là mọi người nên gọi là đừng nên tự đi mình nhá. Tự đi ai mà tay lái kém là chắc là không đi được đâu. Nhưng mình không đi được đâu. Nhưng em đi được không? Em rất là sợ ấy, bởi em hét từ ở trên kia hét xuống rồi. Đường dốc mà nó ngoằn nghèo ấy ạ. Xong rồi các cái thảm vực như thế này là không có cái rào chắn gì luôn mọi người ạ. Con chào ông ạ. Ông ơi, ông đang thổi kèn đấy đúng không ạ? Vâng. Wow. Cho con thử được không? Con không biết là có thổi được không ạ? Được mà, Úc này là Úc đố này. À, đây là con chân để này. Mọi người ơi, mình đang thổi kèn mọi người ạ. Úc đố cái kiểu không Úc kiểu. Mình không biết thổi. Mọi người ơi, anh Bách Khỉ đang sợ mà không dám xuống. Mọi người nhìn anh Bách đang đi kìa. Rồi, cũng thành công rồi mọi người ạ. Vì hôm nay mình... mọi người lên đây cũng phải chọn một cái giày gì đó phù hợp nhá. Trơn lắm. Giày bóng đá tốt nhất nhá. Chẳng biết hôm nay Ngọc Anh đi bị tiếp và anh Bách cũng đi giày luôn nên là rất là ok. Sống lưng khủng long chính là cái tên mà người ta đặt cho địa hình đặc trưng ở nơi đây, bởi có một dãy núi chạy dài, hai bên sườn dốc và đứng, tựa như sừng sống của một con khủng long. Điểm cuối của đường mòn là không gian rộng lớn của trời mây, bao la bát ngát của cánh rừng. Và đây cũng chính là địa điểm check-in chụp hình nổi tiếng tại Tây Bắc. Anh Bách là một người rất thích động vật mọi người ạ. Đi đến đâu? Sao ngủ cái gì ngủ? Trên này không khí hơi loãng hay sao ấy, mình thấy khó thở, hoặc là do mình leo nên là mình mệt. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào nhưng mà Ngọc Anh rất là thích cả người dân nơi đây ấy. Mình cảm giác như là đồng bào của mình ấy. Thực sự là mình là người Kinh nhưng mà tiếp xúc với người dân nơi đây mình cảm thấy một sự thân thiện.
Đấy, vừa rồi em thấy cái sống lưng khủng long thế nào? Em thấy rất là thú vị và nhiều người đến đấy ấy. Khi mà đến đấy thì được hòa mình vào cái không khí của núi rừng ở đây, xong rồi được nghe tiếng khen nữa. Wow. Nice. Rất là ok đúng không? Nhưng mà đó chỉ là về phong cảnh. Ở trên Tà Xùa thì như anh nói rồi, bên cạnh phong cảnh thì về cái phần ẩm thực thì rất là ok. Ừ. Vừa nãy em cũng đã được thử gọi là mì Triệu View. Nhưng mà đã lên Tà Xùa rồi thì chắc chắn là em cũng phải ăn một cái đặc sản nữa. Đó là thịt trâu gác bếp, đặc sản ở các vùng cao. Đây. Dạ vâng. Giới thiệu luôn cho em là chị quán thịt trâu gác bếp, cũng quán tủ của anh đấy. Wow. Chị, hôm nay em dẫn một bạn ở trong một cái chương trình thực tế về du lịch đến. Em miếng nào ngon nhất? Ngon nhất. Cái này ngon. Cái này ngon đấy. Cái nào ngon nhất? Cái này ngon đó. Ok, thế lấy cái này đi. Thì lấy cái này nhá. Cái này khô thì cái này ngon nhất. Vâng, thế chị lấy giúp em với ạ. Cái này giam bông quê. À, là 40.000 ạ. 40.000 một cái lạp xưởng như này mọi người ạ. Cái này cho cái này 3 của thì 3 của cái này cùng cái này 100. À, cái này thì 100.000. Ở đây, cái này xuống. À, 3 cái thì là 100, còn một cái lạp xưởng này thì 40.000. Dạ vâng. Thật sự là hôm nay cảm ơn anh Bách Khỉ vì đã đưa em đi xà tùa rất là vui và thú vị này. Rồi được gặp anh nữa. Đấy, thì bây giờ cũng hết chuyến hành trình của em rồi, thì em cũng xin phép là được đi về. Và em chúc anh là có thật nhiều clip hay để cho mọi người đón xem. Mọi người đi thì đi tí đã về vậy. Đấy, nhưng mà thôi, rất là cảm ơn mọi người cũng đã đến tin tưởng homestay Mando này. Và anh cũng thấy khá là vui bởi vì hôm nay được cùng mọi người đi một lần nữa tham quan Tà Xùa, bởi vì anh ít khi anh được đi như thế lắm, anh chỉ đi quanh homestay thôi. Dạ. Đó, và bây giờ về nhà thì chắc là chung mọi người thường lộ nằm ngang. Và một cái vấn đề nữa là thật ra là anh cũng chả phải chủ homestay gì đâu. anh chỉ câu kết với cả chủ homestay đang đứng ở kia để anh lừa mọi người thôi, chứ anh cũng là khách du lịch ở đây, anh book phòng ở đây thôi. Giờ mọi người cứ về trước đi, anh còn ở đây anh chơi thêm mấy ngày nữa mà. Đứng hình mất 5 giây mọi người ạ. Nên nhưng là mà... từ nãy giờ kiểu các anh chị nói gì mình cũng chả hiểu. Mình khách du lịch chứ biết gì đâu. Thật sự là hôm nay được gặp anh Bách Khỉ và được trải nghiệm cuộc sống ở đây thì Ngọc Anh cảm thấy rất là vui và thú vị. Hy vọng là các bạn sẽ có những chuyến đi thú vị như bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.